Chào ông bà cô chú đi con. Chào mẹ cô chú, chào mẹ chở con đi. Ừ, thôi mẹ không dám chở con đâu, tay lắm. Thôi mẹ chở con đi rồi. Mẹ xin cho con trước mà. Mẹ xin cho bác. Rồi thôi đi qua. Đi với ngoại thường đi với ba đi con, ông ngoại chở kìa. Trúng mẹ. Trời, trúng cái chết luôn. Rồi đi. Rồi Bảo lên trước đứng đi Bảo, ông ngoại chở Bảo. Đây có hai đồ đen á. Rồi. Hôm nay gia đình Phượng đi chùa Thiền viện Trúc Lâm ở biển Ba Động nha cô chú anh chị. Phượng mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Phượng đi chùa nha. Ngôi chùa này rất là lớn, cách nhà mình khoảng vài cây số thôi. Nhà mình đi đó tầm mất chạy xe chắc khoảng 5 phút chạy xe thôi, chứ không có xa đâu cô chú anh chị. Cậu ba miệt vườn đi chùa nè ông bà cô chú ơi. Đó, đi xe thoải mái lắm, trời lắm. Sớm lắm mà tan chợ cũng sớm nữa, chợ nhỏ thôi, nước chợ nhỏ thôi, đang chạy sớm lắm. Rồi nhà anh hai nè, ơi 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 ơi, rồi đi lát về ghé. Này nhà bà ngoại đóng cửa rào rồi, chuối trồng chuối nhiều quá. Là động cát không à, sau này cái nhà nước ta làm lại thành khu du lịch đó, rồi xây đường nhựa vậy nè, chứ hồi xưa chỗ này là động cát mà. Ba động đó là đi qua ba cái động cát là mới tới cái bờ biển của chú anh chị, là cái tên nó là vậy là đúng luôn vậy đó. Biển Ba Động là được, là cái tên là đúng luôn á cô chú anh chị. Mình đi qua ba cái động cát hồi xưa nha, mình đi qua ba cái động cát rồi mới tới cái bờ biển. Biển của quê mình thì là dạng biển phù sa đó, thành ra nước đó, hơi đục đục chút xíu, chứ không có nước trong giống như biển Nha Trang, biển Phan Thiết các cô chú anh chị. Cảm ơn, đừng có đi nè bạn.
mình tới chùa Thiền Viện Trúc Lâm rồi cô chú anh chị ơi. Cái này là cái mặt mới sau này phải không? Còn cái mặt cũ ở ngoài kia. Chị đi mặt cũ đi hả? Con đường mình đi với cô chú anh chị, hồi xưa cái chỗ này là cái rừng dương nha. Cái nhà nước người ta làm nhựa, làm lộ ở chỗ này nè. Chứ hồi xưa không có cái đường này đâu. Là rừng dương không à. Rồi giờ mình ra tới cổng Bồ Tát Quan Thế Âm Đông Hải. Dạ vô đi. Vậy là vô cổng chính phải không? Chứ hồi xưa con đi cổng bên kia. Vậy là cái cổng đó ngoài biển đi vô. Và cổng luôn ha. Và chùa rộng lớn lắm cô chú anh chị. Chùa này là anh Nẩm ơi, đất này nhiêu công anh Nẩm? Mấy ngàn công hay gì vậy? Thường xe qua có mẹ nè thôi. A Di Đà Phật đi. Mẹ con âm phía sau kìa, bảo A Di Đà Phật đi con. Rồi. Thế nào cũng được. Ba Sang đang mua vé số ủng hộ chú. Mua mấy tờ anh? 20 tờ. Dạ chú đi con. Đúng rồi, mình vô chùa. Xa xa kia có cây sa la kìa cô chú anh chị. Ồ, trái bự chảng luôn ha. Nhưng mà đâu đi vô đâu được đâu. Bông không sao đạp lên. Ừ. Bên kia vô được. Ừ. Đây, cái cây này là cây sa la nha cô chú anh chị. Cái bông đẹp lắm. Thường thường Phượng thấy chùa hay trồng cây này lắm cô chú anh chị. Trái lớn lắm nè. Quá chừng trái luôn nè cô chú anh chị. Gốc cũng to lắm ha. Dạ. Ồ, Phật mẹ Quan Âm lớn quá chừng luôn ha. Thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Đông Hải cô chú anh chị. Này ở quê mình ha, quê Phượng thì ở Trà Vinh, biển Ba Động. Thành ra là hôm nay mình có dịp về thăm quê, mình đến chùa Thiền Viện Trúc Lâm ở quê mình. Mình quay mình chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn nha. Tượng Phật mẹ Quan Âm rất là lớn. Ngôi chùa này rộng lắm. Ừ, rộng lớn quá chừng luôn. Hồi xưa là vẫn còn đây, ở đây. Chưa đi lần nào hả? Hồi xưa Phượng đi là còn xây cất, còn đang xây cất. Còn bây giờ là xây cất xong rồi không cha? Lớn quá chừng lớn. Chào chút. Đi lẹ lên. Hỏi nó là nó bay á. Hỏi nó. Ừ, giống mấy chú là thật viên đó. Chưa chết á. Hỏi nó đi. Hỏi nó bay. Hồi đó mẹ thổi vậy đó, đâu cho bà thôi rồi. Ồ, bảo về quê biết chơi bù gầy nữa đó. Đúng rồi, trò chơi yêu thích của mẹ đó, thổi bù gầy nè. Thổi rồi có nó bay lên. Rồi. Ở ngoài đó đó. Ở ngoài đó là cái cổng hướng ra biển ha. Mình đi vòng qua bên đây, nhiều cổng lắm. Được tới 3 cổng đó cô chú anh chị. Hồi xưa Phượng đi chùa còn mới cất còn nhỏ. Còn đang xây cất, bây giờ cất xong rồi, lớn quá chừng luôn. Đi lên chánh điện mát lắm cô chú anh chị ơi. Chùa bên trong rất là rộng lớn ha. A Di Đà Phật đi con. Chú Phượng quay bên trong chánh điện cho cô chú coi. Hầu như mình đi chùa bên Mỹ, chùa Đức Viên nè, chùa Di Lạc nè. Không có ngôi chùa nào mà chánh điện lớn bằng ngôi chùa này hết cô chú anh chị. Rộng lắm. Hai em nhỏ mình á, thì cô chú anh chị mà có coi video của mình thì biết rồi đó. Hai em nhỏ của mình thích đi chùa lắm. Với lại hai em hay thấy Phật á, hai em hay A Di Đà Phật là mình dạy đó. A Di Đà Phật đi con. Đây đó. Thấy ông bác lụm dây chai mà thấy tội nghiệp không cho, cũng như tiền lẻ không cho hết. Mấy chục ngàn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ô, bà ngoại kìa, quỳ dưới ngoại kìa. Bà ngoại làm theo sao con làm vậy? A Di Đà Phật đi con. Trên là chánh điện là mái ngói nha cô chú anh chị.
thành ra là nó rất là mát chứ không phải mái tôn. Mái tôn thì nó hút hơi nóng á, mái ngói thì không hút hơi nóng, mát. Mấy cái này là cây không đó sao? Cây gỗ không đó sao? Nhà Thường ôm cái cọp coi bà ngoại ôm hết luôn nhà Thường. Hai chị em ôm cái cọp không hết luôn, hai chị em bắt tay nhau ôm coi Bảo, ôm với chị hai coi Bảo. Con liền, đâu hai chị em coi coi, nắm tay bắt nhau coi. Hai chị em ôm coi hết cây cọp không? Không, đụng tay em Thường, đụng tay em thử coi hết không Thường. Đó, đó. Ừ, đâu rồi, tắt lên đây đây, bắt tay bên đây dính không? Đây Bảo ơi. Đây mày đã nóng lên kìa. Nói tiếng Việt. Xây mặt qua cái hình này. Xây mặt qua là. Đưa hai tay lên đi. Sao thấy con trời mẹ u tới rồi sao á, thấy ổng. Rồi. Cây bạch nha, kèo chỉ hồng, trà xào, dừa. Cái này, này là món ăn tuổi thơ nè cô chú anh chị. Cho nó lên nước xanh hả? Chậu nhỏ thôi ha. Đúng không? Đúng rồi, thổi hộp cái cánh bay 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 lên.